Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em bài tập số 4 là các hàm luận lý trong Excel. Thì trong đó có hai hàm cơ bản là hàm AND và hàm OR. Đây là bài tập số 4. Đầu tiên thì các em định dạng cái bảng tính. Em mở Excel nó qua ha, vẽ khung. Vẽ một cái khung cơ bản. Rồi. Các em canh giữa ha. Đậm và tô màu cho nó đi. Thì đầu tiên là mình điền công thức vào cái ô D3. D3. Thì D3 thì cái hàm mình xem M là một cái biến và cái biến này được gắn bằng là A lớn hơn B như vậy á. Như vậy mình hiểu rằng á là khi mà cái phép toán A lớn hơn B thì mình lưu vào cái biến này gọi là M, mình hiểu nó là M. Thì mình làm tương tự, mình điền công thức bằng A là nó A3 lớn hơn B3. Rồi mình copy công thức xuống. Mình hiểu đây là cột này là M ha. Tương tự thì mình lấy là B lớn hơn C. À mình hiểu ở đây là cột này là nó tên là N. Thì như vậy để thực hiện cái hàm N của MN, tức là mình N của cái ô D3 và cái ô E3, thì cái hàm N á nó chỉ đúng khi cả hai cùng đúng. Đây là một cái hàm luận lý ha. Thì mình chọn vào M là cái ô D3, N là cái ô E3. Thì một cái hàm á thì nó có nhiều tham số và mỗi tham số ở đây nó cách nhau bởi dấu phẩy. D3 rồi tới tham số là E3, mình đóng ngoặc lại của cái hàm đó. Rồi. Tiếp tục, hàm O là hàm chỉ sai khi cả hai cùng sai. Tức là khi đây hai dòng đầu nó sai thì nó sẽ sai N và M. À, mình lỗi từ M là D3, N là E3. Rồi. Hai thằng này sai, nó sai, còn lại nó đúng. Rồi. Lúc này là cái hàm cuối cùng là cái hàm hàm lòng hàm, hàm N. Mở ngoặc ra của M đối số M, M là OD D3. Ở đây cái hàm O của mình đã tính rồi. Thì mình thực hiện là OG3 là ok. Mình đóng ngoặc lại. Mình copy công thức xuống. Rồi các em chỉnh biểu bảng lại cho nó đẹp tí theo yêu cầu. Rồi muốn lần đứt khúc thì các em chọn lần đứt khúc vào chính giữa. Rồi, ở đây nếu muốn tô đậm thì quét ở đây mình chọn viền đậm ở ngoài. Rồi, ở đây thầy nhắc lại là cái hàm N nó chỉ đúng khi cả hai cùng đúng. Trong trường hợp MN này thì không có trường hợp nào cả hai cùng đúng, do nó tất cả đều là false. Hàm O này nó chỉ sai khi cả hai cùng sai. Đây này, false thì false này. Rồi. Các em thực hành bài tập về các phép toán luận lý N và O vào trong trên máy.